Với học phí tôi giả định thôi, một ngày hôm nay khoảng 1 triệu một ngày, các anh chị có sẵn sàng đi học không ạ? Tôi giả định thế. Có đúng không ạ? Vâng. Như vậy tôi có 10 buổi đào tạo như này là 10 triệu. Vậy bình thường kể cả bạn không bán hàng của tôi, bạn vẫn phải bỏ 10 triệu ra để đi học. Ok? Không nhận được bất kỳ cái gì ngoài kiến thức. Nhưng bây giờ tôi lại làm điều ngược lại. Là bạn nhập 10 triệu tiền hàng, tôi tặng bạn 10 triệu tiền học. Hiểu không? Tại vì để muốn bán được hàng thì việc gì các bạn cũng phải đi học. Mà bạn đi học ở chỗ thằng khác, nó còn không hay bằng tôi à, đúng không ạ? Đắt hơn tôi mà vẫn mất tiền, không được hàng. Học của tôi không mất tiền, bởi vì 10 triệu đấy tôi tặng bạn bằng hàng, để về các bạn áp dụng kiến thức tôi dạy và bán. Thế bạn sẽ chọn chỗ nào? Chỗ nào có thể Phan Anh thì bạn chọn, đúng không? Bởi vì bạn nghĩ như thế này, nếu bạn nghĩ bạn bỏ 10 triệu ra đi học thì bạn đã lãi số hàng. Nếu bạn nghĩ là bạn bỏ 10 triệu ra mua hàng thì bạn đã lãi số học. Kiểu gì chính sách của bạn cũng tốt hơn của đối thủ. Hiểu chưa? À, lại tiếp tục rơi vào tình trạng là rất nhiều đại lý sau khi học anh Phan Anh xong vẫn không bán được hàng. Đúng không? Có giải pháp thu hồi hàng về và lấy tiền học phí. Tất nhiên lúc này mình sẽ không lấy 10 triệu tiền học phí, đúng không ạ? Trong thỏa thuận, anh đang thích có hiểu ý tôi không ạ? Đây là thỏa thuận giữa đại lý với lại chủ thương hiệu thôi. Là bạn bán được thì bạn làm đại lý cho tôi, thì điều đấy là tuyệt vời, và cả tôi và bạn đều thích. Nhưng bạn không bán được thì tôi sẽ lấy lại hàng và bạn sẽ trả tiền học phí. Nhưng 10 triệu tôi sẽ không lấy hết, đúng không ạ? Ví dụ tôi chỉ thu bạn 3 triệu hay 5 triệu thì ít nhất bạn vẫn thu được tiền học phí. Mà lúc đấy đại lý có sẵn sàng trả 3 triệu không ạ? Trả quá đấy chứ gì nữa, đương nhiên. Bạn đến lớp của tôi, bạn ăn của tôi như này thì bạn phải trả tiền chứ. Có gì sai? Chính sách đấy tung ra tuyệt vời luôn. Mà tôi nói anh chị em, chính các chủ thương hiệu ấy, người ta không nghĩ ra được đâu. Nên khi gặp tôi vẽ cho họ cái gói đấy, họ bảo tại sao anh không về với em nhỉ? Tại sao tôi lại hỏi là tại sao anh lại phải về với em nhỉ? Nếu như tôi đang nói nhé, nếu như tôi là một chủ thương hiệu, hay tôi làm cùng với chị Trang chẳng hạn ở đây, tôi đưa ra chính sách như vậy, các bạn có thích làm đại lý của tôi không? Đấy, chính sách nó phải đủ hấp dẫn để đại lý người ta sẵn sàng xuống tiền. Chứ không phải mà bây giờ tôi cứ bán ra xong thì nó muốn làm gì thì làm, nửa năm sau tôi lại lấy lại hàng, xin lỗi. Nó để trong kho nóng được, về lấy hàng về nó vứt đi mà. Mình mà quản trị hàng không tốt mình còn lỗ. Nhưng mà như thế vẫn là ngon, bởi vì mình bán hàng cho họ cũng thế, là mình phải xác định luôn là có một cái tỷ lệ, mình luôn luôn xác định có một cái tỷ lệ là số lượng những khách hàng không thể trở thành đại lý. Ví dụ mình thể đưa ra là 30% là không trở thành được. Vậy mình muốn có 70 đại lý thì mình phải tuyển 100 người như vậy. Thì nó sẽ liên tục theo công thức là 70 sẽ đi tiếp, 30 sẽ dùng, sau đó lại 100 nữa vào, 70 đi tiếp, 30 sẽ dùng. Thì mình liên tục như thế, mình sẽ có 100 đại lý. Đấy là cách làm này. Hiện nay các cái mô hình về phát triển hệ thống kiểu như này này là họ đang rất thích cái mô hình như vậy, bởi vì đem lại giá trị thực sự cho đại lý mà mình lại bán được hàng. Em hiểu chưa? Còn phát triển bền vững là đương nhiên, nhưng bền vững không có nghĩa là mình phải chọn lọc, mình phải rất khắt khe với đại lý. Mà ở đây là mình phải có một lộ trình để giúp đại lý đi từ nhỏ đến lớn. Chứ bây giờ một người yếu quá mà mình tham nhé. Đấy, chẳng hạn như một mẹ mà người ta ít bạn bè mà học vấn người ta thấp. Tôi không chê về vấn đề học vấn. Ý tôi muốn nói là chẳng hạn có những mẹ người ta chỉ học lớp 7 thôi, lớp 10 thôi.
mình đừng có áp cho họ đơn 100 triệu, bởi vì như thế là quá sức đối với người ta. Mà mình cho họ những cái mức thấp thôi, mình tăng lên, mình giúp họ thành công trong từng bậc thang, thì như thế nó sẽ rất là bền vững, và mình không bao giờ lo bị mất nhiều đại lý hoặc là bị các đại lý chửi mình, đúng không ạ? Không, nó quay ra người ta chửi mình đấy mà. Các chị chỉ muốn bán hàng, các chị chỉ muốn lấy đồng tiền của em thôi. Đến lúc em chết ra đấy các chị không có ý kiến gì cả. Được chưa ạ? Có câu hỏi khác không ạ? Hết câu hỏi rồi ạ. Thế bây giờ tôi sẽ giảng tiếp. Trong sáng nay thì chúng ta sẽ tí nữa chúng ta có một trò chơi vui vui để thay đổi không khí một tí nhá. Vâng, và tôi sẽ giảng tiếp. Nội dung tiếp theo là mình sẽ bán hàng ở trên profile Facebook. Cái nick Facebook của mọi người ấy là một cái công cụ bán hàng tốt nhá. Đừng bao giờ nghi ngờ về điều đấy. Đừng bao giờ nghi ngờ về điều đấy. Thậm chí các em sinh viên đấy, bây giờ đến đây ngồi cũng chưa biết được giá trị của mình đâu. Vẫn trên mạng vẫn đăng những cái chuyện linh tinh, chia tay thằng này, chia tay thằng kia, áp lên chửi với tùm lum lên, đúng không ạ? Ở Việt Nam hiện nay là có 57 triệu người dùng Facebook, chiếm một nửa số dân, rất là nhiều. Mà trừ đi người già và trẻ em thì gần như bất kỳ một người trưởng thành nào cũng đều sử dụng Facebook từ 13 tuổi trở lên. Cho nên đây là một nền tảng bán hàng rất tốt, các bạn không được nghi ngờ về điều đấy. Chỉ nghi ngờ về tài năng của mình thôi, đúng không ạ? Chỉ nên nghi ngờ về tài năng của mình thôi, còn không bao giờ nghi ngờ về công cụ nhá. Bây giờ mình phải xây dựng như thế nào? Thì đây là một số lời khuyên, đúng không ạ? Một số lời khuyên. Mình có profile rồi thì bây giờ mình phải, thứ nhất, làm sao để tăng được lượng bạn bè và theo dõi lên trên trang của mình, đúng không ạ? Và tốt nhất là lượng bạn bè và theo dõi này lại phải là khách hàng mục tiêu. Có hiểu ý tôi không đấy? Ví dụ tôi bán mỹ phẩm nữ, Phan Anh sẽ bán thương hiệu trang bom như thế này, thì bạn của tôi phải là nữ sinh, phải là các cô, các chị nhân viên văn phòng, phải là phụ nữ đã có gia đình. Hàng của tôi bán 500 đến 1 triệu một sản phẩm, thì bạn của tôi phải là những người trông cũng sành điệu một chút, đúng không ạ? Vâng, trông cũng ăn chơi, thích đi du lịch, thích chụp ảnh selfie, thích chụp ảnh bikini này nọ, thì người ta mới quan tâm đến việc làm đẹp. Thế còn nếu bạn của tôi lại là toàn nam giới thì tôi bán cái này không có ý nghĩa. Yên tâm đi, là khoảng độ 100 người đàn ông thì may ra có một người đàn ông mua mỹ phẩm cho vợ. Và tôi nghĩ 100 thì không phải đâu, 1.000 người thì có một người, đúng không ạ? Cho nên nếu bạn kỳ vọng về việc là bạn bè của mình mà không phải đối tượng mua hàng rất là khó. Nên hay ngay từ hôm nay nha, mình học được cái điều là mình phải đi kết bạn với những người được coi là khách hàng mục tiêu. Và đây là một bài học có thật ạ. Có một chị bạn của tôi nha, chị bán đồ đánh côn ấy. Mọi người nghĩ là đồ đánh côn là dễ hay khó ạ? Đánh cốt là khó, đúng không ạ? Vì đồ đấy rất là đắt và số người chơi thì ít. Và chị ý bán được bình quân là 1 tỷ tiền hàng một tháng, không có cửa hàng, chỉ bán trên Facebook cá nhân. Nhưng mà chị ý làm như thế này, chị mất 1 năm rưỡi để tạo ra một cái Facebook cá nhân từ không có bạn bè nào, trắng tinh ấy, tạo mới. Và mất 1 năm rưỡi để kết bạn được khoảng 1.000 người bạn. 1.000 bạn là nhiều hay ít ạ? Là ít, chính xác, 1.000 bạn là ít. Nhưng 1.000 bạn đấy là chị đã làm được một việc này. 1.000 bạn đấy là 1.000 ông chơi gôn. Thằng nào không chơi gôn không kết bạn. Ví dụ như Phan Anh, ví dụ thôi ạ. Trông vào Facebook thấy toàn siêu xe, thấy toàn trông bóng bẩy, nhưng mà suốt ngày đi dạy chẳng bao giờ thấy khoe ảnh anh côn, không kết bạn. Bởi vì đây không phải là khách hàng tiềm năng. Chắc chắn một điều là trong tương lai nếu có
thì Phan Anh mới trở thành khách hàng. Mà đợi đến lúc đấy có khi là chị